xin chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Auto Việt Nam trong chuyên mục giới thiệu xe cũ tới người dùng. Em đang có một chiếc Toyota Yaris nhập khẩu nguyên chiếc tại Thái Lan, sản xuất năm 2019, một chủ tên cá nhân, biển tỉnh, chạy 4,8 vạn km và còn hạn đăng kiểm tới tháng 9 năm 2023. Một chiếc xe màu đỏ Bordeaux, màu đỏ rất đẹp và hiếm có ở tại thị trường ô tô cũ Hà Nội hiện nay. Và đây là một trong những cái màu sắc mà em nghĩ rằng nó rất phù hợp với chị gái nào làm văn phòng hay phải thường xuyên di chuyển trong phố xá đông đúc. Ngoài ra thì gia đình nhà mình có những thành viên nhỏ thì chiếc Yaris này nó rất là phù hợp. Phù hợp ở đây là phù hợp cả về yếu tố về kinh tế, tức là ở thời điểm này quý anh chị biết là giá xăng đang tăng rất là cao. Một chiếc xe lành, bền, tiết kiệm, không gian rộng rãi, chi phí duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng thấp là một trong những cái yếu tố mà quý anh chị nên cân đối trước khi chúng ta xuống tiền mua một chiếc xe. Thì đây, chiếc Yaris này nó rất là phù hợp với điều đó. Chiếc này thì sản xuất năm 2019, một chủ tên cá nhân, biển tỉnh, chạy 4,8 vạn km và hiện tại salon Việt Nhật Auto đang chào bán với mức giá là 600 triệu đồng. Còn thương thảo nha quý anh chị nhá. Và với phiên bản sản xuất năm 2019 này, hiện tại cửa hàng đang hỗ trợ trả góp lên tới 75-80% giá trị xe. Tức là quý anh chị chỉ cần đâu đó khoảng tầm 250 triệu đồng thôi là chúng ta có thể rước em này về là phương tiện di chuyển cá nhân rồi, đúng không ạ? Chiếc xe, một chiếc xe rất đẹp. Yaris là một trong những cái mẫu xe mà được xếp vào mức giá bán nhá, tiệm cận hạng C, tuy nhiên thì nó chỉ nằm ở trong phân khúc hạng B thôi. Chiếc này thì nó là một trong những chiếc xe mà được coi là phiên bản hatchback của mẫu xe Vios, từ nền tảng khung gầm, động cơ, hộp số là đều sử dụng chung với Toyota Vios. Ở thị trường Thái Lan thì nó có cả phiên bản sedan cơ. Đó. Một cái màu sắc màu đỏ Bordeaux rất là đẹp. Đó. Thậm chí nhá, chiếc này thì còn đết lốp 2020 còn nguyên bản luôn ạ. Không cần phải nói quá nhiều về một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc tại Thái Lan và đặc biệt là Yaris. Nhỏ gọn, linh hoạt, tiết kiệm và không gian rất là rộng rãi. Đây. Đây chủ sở hữu cũ nhá. Ốp thêm cả hõm tay nắm cửa. Đấy, tay nắm cửa mạ chrome, tích hợp thêm nút bấm mở cửa nhanh. Tức là chúng ta chỉ cần có chìa khóa bên người thôi là chúng ta bấm vào đây là xe sẽ mở. Gương tự động chỉnh gập bằng điện, có tích hợp đèn xi nhan báo rẽ và cảnh báo nguy hiểm dạng LED nhé. Đấy. Đây, mức tiêu hao nhiên liệu rất tiết kiệm nha, 5,7 lít cho 100 km kết hợp 7,0 lít cho 100 km khi mà chúng ta di chuyển ở trong phố, 4,9 lít cho 100 km khi mà chúng ta di chuyển ngoài đường trường. Không gian thì đánh giá rất là rộng rãi nhé. Tí nữa thì em sẽ đi sâu vào phần nội thất để quý chị xem. Tất nhiên rằng là một chiếc xe cũ thì chúng ta cần phải qua xem xe trực tiếp, chúng ta trao đổi và chúng ta xem xe trực tiếp để chúng ta thương thảo. Đây. Cốp sau này. Lốp sơ cua còn chưa hạ nhé quý anh chị nhé. Về góc độ mới thì chiếc này quá mới luôn. 4,8 vạn km không thấm với một chiếc xe như thế này. Xe còn rất đẹp. Một chủ từ đầu mà quý anh chị. Yaris ở tại thị trường Việt Nam thì nó chỉ có bản G thôi quý anh chị nhá. Đây. Bước vào bên trong nội thất xem xe trước đi. Nội thất màu kem sáng sủa, không gian rộng rãi. Đấy. Rộng lắm nhá. Đấy. Trông thế thôi nhưng mà chiếc này nó tối ưu không gian rất là rộng, cho nên là quý anh chị nào mà nhà có khoảng tầm hai cháu nhỏ, hai người lớn hai cháu nhỏ hoặc là ba người lớn hai cháu nhỏ thì nó cũng ok. Tiếc là nó không có cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ hai, nhưng những chiếc xe đến từ thương hiệu Nhật Bản, đặc biệt là Toyota, thì có cái hệ thống điều hòa mát rất sâu. Mát rất sâu nhá. Đấy. Tất cả những cái đường gân keo chỉ ở phần phía cánh cửa lái phụ và môn cửa, cánh cửa thì em cam kết đảm bảo với quý anh chị nhé là còn nguyên bản. Đây. Táp bi cánh cửa này, mọi thứ còn nguyên.
còn đẹp, còn căng, còn mới, còn rất rất mới ạ. Nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan thì quý anh chị biết rồi, chất lượng rất tốt. Và với một chiếc xe khoảng 4,8, 5 vạn km thì nó không thấm vào đâu, thoải mái. Đây ạ. Tất cả mọi thứ còn nguyên bản nhé, quý anh chị nhé. Hệ thống điều hòa tự động 4,8 vạn km. Chiếc xe hot thì không thể luôn. Đấy, thấy chưa? Mát rất rất là mát, rất là sâu nhá. Đấy. Đấy, bây giờ mình ra mình xem cái cơ của nó nhá. Một chiếc xe mà phải nói rằng là có khối động cơ 1.5 chung với mẫu xe Toyota Vios và hộp số tự động vô cấp CVT. Chính vì vậy mà quý anh chị có thể thấy rằng là nếu mà để mà nói mà chúng ta đứng ở đây chúng ta nghe thì chúng ta sẽ không thể nghe thấy tiếng máy nó nổ đâu. Rất tròn, rất êm. Chúng ta đặt tay vào đây chúng ta mới thấy được máy vận hành. Rất tròn luôn ạ. Lành mà. Đấy, có gì đâu. Đúng ạ, máy êm ru, tròn, ngọt. Không có gì để hỏng cả với những chiếc xe của Toyota, đặc biệt với Yaris, lành lắm. Đi có hàng chục năm nữa vẫn thoải mái, vẫn vô tư. À, những con ốc ở phía đầu ống xả này nó còn đẹp như thế này cơ mà. Đây, ốc chân máy này. Rồi, còn nguyên cả phần vết sơn của máy. Đó. Nó còn đẹp như thế này cơ ạ. Đây. À, ông nắp capo này, tất cả mọi thứ còn nguyên nhé. Nguyên vết sơn của nhà máy. Ok. Hiện tại salon Việt Nhật Auto đang có một chiếc Toyota Yaris phiên bản 1, phiên bản G nhé quý chị nhé. Sản xuất năm 2019, nhập khẩu nguyên chiếc tại Thái Lan. Tên cá nhân, một chủ từ đầu. Đấy, xe chạy 4,8 vạn km. Còn hạn đăng kiểm tới năm 2023. Hiện tại salon Việt Nhật Auto đang chào bán chiếc xe này với mức giá là 600 triệu đồng còn thương thảo nha quý anh chị nhá. Hỗ trợ trả góp lên tới 75% giá trị xe, tương đương với việc là quý anh chị chỉ cần có trong tay là 200 triệu đồng là chúng ta có thể rước em này về làm vợ hai rồi. Đó. 600 triệu đồng còn thương thảo, quý anh chị nào cần đến một chiếc xe lành, bền, tiết kiệm, rộng rãi, chi phí khấu hao thấp thì đây là một trong những cái sự lựa chọn mà quý anh chị không nên bỏ qua. Cảm ơn quý anh chị đã tham gia theo dõi. Xin kính chào, hẹn gặp lại ở những video giới thiệu xe cũ tiếp theo.